Đó rồi, hai các bạn, hôm nay tập cỡ 10 phút thôi, với khoảng 10 bài tập, 20 giây tập, 10 giây nghỉ, mà cố gắng tập trung tập vì chúng ta còn rất nhiều thể lực để mà có thể giảm mỡ, tăng cơ nha. Cố gắng tập theo nha, mình sẽ tập khá là nhanh đó, và thời gian nghỉ nó cũng sẽ rất là sát sao, nên các bạn cố gắng tập theo nha. Bài này tập buổi sáng hoặc là tập buổi chiều rất là tốt luôn. Tập bất kể giờ nào trong ngày. 20 giây tập, 10 giây nghỉ, bắt đầu squat jam vô. Mới có 5 giây thôi. Xuống sau nha. 3, 2, 1, nghỉ. Rồi, nghỉ. Hít thở sau vào nha các bạn. Chuẩn bị, lên. Rồi, chuẩn bị, lên nha. Nếu các bạn tự tập nhớ chuẩn bị một tấm thảm cho mình. 3, 2, 1. Chà, chà. Đội qua đây đi. 3, 2, 1, vô.
không biết đếm cái này. Hả? Hết rồi. Chống tay vỗ gối. Chống tay vỗ gối là sao ta? Mình chưa biết bài này. Thở đã, thở đã. Bye.
bạn muốn giảm mỡ hơn các bạn còn phải tập thường xuyên nhé. Rồi, bây giờ đã được uống nước, huấn luyện viên rất là ác, xếp bài không cho thở. Không cho uống nước. Các bạn thấy 10 phút vừa rồi như thế nào? Khá là mệt. Rất mệt. Cố gắng tập nha, sẽ rất là khó để các bạn phải tập như thế. Nhưng mà nếu bạn chăm chỉ bạn sẽ tập luyện được. Còn nếu bạn nào mà thấy quá khó, muốn một cái chương trình phù hợp riêng cho bạn, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rai Long Fitness nha. Đó là xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.